Genshin Impact là một trò chơi phiêu lưu thế giới mở cực kỳ hot tính tới thời điểm hiện tại. Khi bắt đầu trò chơi, bạn sẽ được đến với một thế giới mang tên Taven và bạn sẽ được vào vai một nhân vật bí ẩn mang tên Nhà Lữ Hành. Trong suốt hành trình của bạn, Bayman sẽ đóng vai là người hướng dẫn để cùng bạn vượt qua những khó khăn và thử thách. Ngoài ra, trên hành trình của bạn, bạn có thể kết hợp tổ đội 4 người để cùng nhau chiến đấu với quái vật và khám phá vùng đất Taven. Và đến với phiên bản 2.4 Muôn Sắc Khắc Niên Hoa lần này, chúng ta sẽ có một nhân vật mới, đó là Shenhe, năm sao nguyên tố băng. Shenhe mang dòng máu chi thứ của gia tộc Trừ Ma, vì một số nguyên nhân đã được Lưu Vân Tá Phong Chân Quân thu nhận. Đối với Shenhe, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân là một sư phụ thông thái và giỏi ăn nói. Loài người cùng chung sống với tiên nhân không phải chuyện dễ dàng, nhưng Shenhe có thể chất đặc biệt, ý chí hơn người, lại mang thiên phú tiên thuật, rất được tiên nhân coi trọng. Nhưng vì tu hành và thói quen sinh hoạt ăn tiên thảo và uống sương mai nên khiến cô một ngày rời xa cuộc sống nhân gian, thậm chí còn từng được xem là tiên nhân tóc trắng thần bí. Tiếp đến nhân vật tiếp theo, đó chính là Yongjin, 4 sao nguyên tố nham. Yongjin có giọng hát ngọt ngào, ngoại hình xinh đẹp, nổi tiếng với những màn trình diễn sinh động và giàu cảm xúc. Đặc biệt, Yongjin là một người nữ kiệt anh hùng trọng tình trọng nghĩa. Nhưng điều khiến cho người ta bất ngờ đó chính là Yongjin xưa nay luôn giữ hình tượng đoan trang tao nhã, nhưng mà lại có sở thích nhỏ nhỏ mà không ai hay biết, đó chính là nghe nhạc rock. Và ngoài ra, trong phiên bản 2.4 lần này, chúng ta sẽ có thêm được những vũ khí mới, ví dụ như vũ khí kén dài quỷ diệt 5 sao, vũ khí kén dài thương nhiêm nham 4 sao và nhiều loại vũ khí đặc biệt và phong phú khác. Đặc biệt, trong phiên bản lần này, nhà phát hành đã update thêm nhiều cái địch mới như là rồng biển sâu hay hoa sĩ vật sâu. Và thật hạnh phúc khi chúng ta có thể thấy được một vùng đất mới mang tên Economia. Nhà phát hành thật biết chiều chuộng fan khi cho ra mắt rất nhiều sự kiện trong phiên bản lần này. Và trong phiên bản 2.4 lần này, chúng ta sẽ có sự kiện nghiên cứu ma dược hay cơn gió lạc lối. Mỗi sự kiện đều phải trải qua rất nhiều khó khăn. Và đối với những bạn nào thích chơi nhiệm vụ thì trong phiên bản 2.4 lần này, chúng ta sẽ có nhiệm vụ ma thần chương đệm. Trong tự tách lần này, bạn sẽ phải mạo hiểm và hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, và thời gian sẽ mở vĩnh viễn sau khi cập nhật phiên bản 2.4. Ngoài những sự kiện và nhiệm vụ trên, các bạn đừng quên tham gia vào sự kiện tích lũy đăng nhập mỗi ngày, được diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 2022, để nhận được những phần quà khác nhau và nhiều phần thưởng đặc biệt khác nữa nha. Và đó chính là sơ bộ những gì sẽ xảy ra trong phiên bản 2.4 Muôn Sắc Khắc Niên Hoa lần này. Và với sự mới mẻ này thì phần hấp dẫn chính của phiên bản 2.4 đối với Karen đó chính là nhà phát hành luôn cập nhật những thứ mới mẻ và nhân vật tuyệt đẹp. Và là một người chơi lâu năm, Karen có thể thấy được nội dung mới của phiên bản 2.4 lần này cực kỳ đầu tư và lôi cuốn những người khó tính nhất. Và các nhân vật mới luôn được trau chuốt và sở hữu những tính năng đặc biệt. Và điều mình thích nhất ở cốt truyện đó chính là bạn có thể hóa thân vào một nhân vật để khám phá những vùng đất xa xôi, để có thể tiêu diệt những tên quái vật và cho ta một cảm giác thật nhất. Và một điều nữa đó chính là cốt truyện luôn được xây dựng mới mẻ và không bao giờ bị nhàm chán. Ngoài ra, mình muốn giới thiệu cho các bạn thêm một trang web nữa của Genshin Impact. Các bạn có thể đăng nhập để tham gia nhận thiệp kỷ niệm thắp sáng và nhiều phần thưởng khác nha. Link mình sẽ để bên dưới mô tả và bình luận. Và các bạn đừng quên hãy tải ngay Genshin Impact để có thể trải nghiệm phiên bản 2.4 Muôn Sắc Khắc Niên Hoa lần này. Link tải game được ghi ở phần mô tả và bình luận. Hãy vào game ngay để trải nghiệm nhé. Genshin Impact. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ sau những giờ học tập căng thẳng, không cổ súy hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Cuối cùng ngày hôm nay mình cũng đã làm việc xong hết trơn luôn nè mọi người ơi. Mệt thật sự luôn á. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ xuống dưới bếp để coi có gì ăn không đã. Mà khoan đã. Và hello và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình là Karen đây, và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Minecraft của mình. Yes, và trước khi bắt đầu video này thì mọi người đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe. Và các bạn đừng quên lắp cái chuông để được cập nhật những video mới nhất kênh của mình luôn nha. Và mọi người cũng đừng quên là hãy theo dõi những trang mạng xã hội khác của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của tôi. Yeah, ok mọi người ơi, hôm nay cuối cùng mình cũng đã làm việc xong rồi. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đi xuống dưới bếp để có thể gọi là có một cái món gì đó ăn, rồi sau đó một tí nữa chưa chưa mình sẽ gọi là qua bên nhà của Simi chơi nha các bạn ơi. Lâu lắm rồi á, mình cũng chưa gọi là qua bên nhà của Simi nữa, cho nên á giờ á gọi là tiện thể qua thăm Simi luôn. Trời đất ơi, ở dưới bếp của mình chưa có chuẩn bị đồ ăn gì hết trơn á mọi người, cho nên là bây giờ không có một cái món đồ ăn luôn nè. Từ từ để mình kiếm cho tủ lạnh coi. Ủa sao có cái bánh này mà lấy không được vậy? Có cái bánh này mà lại... Rồi xong luôn. Mình làm hư cái lò vi sóng luôn rồi mọi người. Bởi vì người ta nói nó xui gì đâu luôn á anh em ơi. Bây giờ á đồ ăn cũng không có nè, mà trong bếp cũng không có đồ ăn nữa. Mình nghĩ là bây giờ mình phải gọi là đi siêu thị thôi. Đúng rồi, bây giờ phải đi siêu thị nha các bạn ơi. Đây, từ từ đã. Trước khi mà đi ra siêu thị thì bây giờ mấy bạn thấy trong nhà mình nè, nó có cái bảng gì không? Bộ chăn gối Kygon nè, mũ Hero Team Kygon nè, gối ôm Kygon nè, đó, hộp quà Hero Team nè. Các bạn đừng quên mua những sản phẩm này để ủng hộ cho Hero Team và shop Hero nha mọi người. Đừng quên truy cập shophero.vn nha. Đấy, ok. Okay, bây giờ thì đi ra ngoài thế nào? Lèo la 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 la. Đi ra rồi, anh bạn. Anh bạn là ai vậy? Tự nhiên tại sao lại đi vô nhà tôi lấy đồ ăn vậy hả?
Ê, nhóc con, người có biết người đang nói chuyện với ai không ạ? À, từ từ. 50 tuổi rồi đó, ở đó mà người kêu ta là anh bạn hả? À, từ từ để tôi coi coi. À, bệnh nhân từ trại tâm thần đúng không? Đi lên phòng, đi lên phòng, lên gặp chú Ta Hùng coi, nhanh lên, nhanh lên. À, cái thằng này láo, cái thằng này láo, dám quýnh ta, còn kêu ta bệnh nhân tâm thần nữa. À, thằng nhóc con này, được, được, được. Này, học ở đâu hả, lớp mấy trường gì, hả, bao nhiêu tuổi, nói họ tên là gì, lên báo hiệu trưởng đuổi học coi. Trời ơi, sợ quá trời đất ơi. Anh bạn à, bây giờ anh bạn gọi là vô nhà của tôi gọi là bất hợp pháp nha. Bây giờ tôi gọi là đưa anh bạn lên đồn công an luôn nè. Đưa lên đồn công an coi, đưa lên. Đi lên, đi lên, đi lên. Nhóc con này tên là gì, thằng nhóc con này tên là gì. Từ từ, ủa, quán mình. Cái gì mà gây sự nhau vậy ông nội? Quay, mẹ của Simmy lại tôi nói nghe nè. Đáng lẽ là lần hồi sáng ngay bà kêu với tôi á là bà dẫn tôi qua bên nhà quán ăn gì đó của thằng con rể bà để gọi là cái gì đó gì đó. Mà sao giờ thằng nhóc này đúng không? Thằng nhóc đỏ đỏ đúng không? Nó quýnh tôi à? Bà hay mất dạy cho. Này con. Ủa cái gì? Trời ơi, cái gì vậy con? Sao con lại đánh rồi lại gì ta? Tôi 50 tuổi. Ba của Phong Cận vậy con? Trời ơi. Ủa từ từ cái gì khoan đã, ba của Phong Cận. Ủa là sao? Ủa quýnh heo, chuyện gì đây xảy ra vậy? Ủa mấy người không phải là khách tới đây uống nước hả? Sao tự nhiên nói gì tầm lầm này? Mày hưng mất dạy không? À, mày rất mất dạy không? Dạ dạ không, dạ không. Ông là ba của Siro đúng không? À, ông thấy á, trời ơi, tôi nói rồi, ông về ông kêu Siro đừng có chơi chung với mấy cái thứ này. Cái gì đâu mà hỗn hào. Trời ơi, mọi người bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nãy giờ tôi nghe đau đầu quá, trời ơi, đây là cháu Kylo đúng không? Dạ đúng rồi. Cô là mẹ của chị Camui của con nè. Bây giờ mọi người cứ bình tĩnh nói từ ra từng vấn đề, làm gì có cái chuyện mà người ta cháu nó chơi cùng với gọi là hội cùng hội với nhau mà đi đánh bố mẹ của người ta bao giờ? Tự hỏi rõ xem nào. Khoan, cô vừa mới nói với con đó chính là cô là mẹ của Camui. Đúng rồi, cô là mẹ của chị Camui của con đó. Ô, trời đất ơi, con chào cô. Dạ, con rất chào cô, hàng gì nãy con nhìn mặt cô quen quen rồi, nhìn cũng lùng lùng. Trời ơi, chào alo. Con nha, ấy, thằng bé nó lễ phép như này mà làm gì có chuyện nó đi đánh người lớn. Nó mới quýnh tôi rõ ràng, nó mới quýnh tôi rõ ràng mà mọi người không thấy. Trời ơi, ông mà để nó đánh không? Trời ơi, đó đó, bây giờ bà còn bên đó nữa. Ở hỗn hào vậy bà còn bên đó nữa. Ủa vậy mà chú ơi. Ê, nào, ủa chú ơi, mà cho con hỏi á, nãy chú đi vô đây lấy đồ ăn của con vậy mà không xin phép là chú bậy vậy chú ơi. Nè 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 nha. Kính lão bác họ, ta đến đây á, cái này là nhà của con rể của bạn của ta. Thì chú coi như là nhà của ta rồi. Ủa gì? Gì? Nhà của con rể của bạn của ta. Vậy có nghĩa là chú chính là ba của Phong Cận TV. Ê ta là, ủa biết con ta hả? Vậy để gọi điện cho nó kêu đừng có chơi chung với thằng này nữa. Ôi chú ơi, chà, trời ơi, thì ra đây chính là ba của Phong Cận. Trời ơi, con chào chú. Dạ con cứ chào chú, giờ chú muốn vô gì ăn lấy gì cũng được ạ. Chào ông, không biết xin lỗi người lớn tiếng hả? Dạ con xin lỗi chú ạ. Trời tại con có lớn không có khôn. Giang hồ gì? Giang hồ gì mà giang hồ? Nó còn nhỏ phải dạy nó từ lúc này cho nó biết hay không? Ủa khoan từ từ. Nếu đây bà gọi là mama của Sammy ơi, bà nói lại với mà ông mama bố Sammy. Của con bạn dùm tụi tôi với ông này nói cứng đầu cứng cổ, nói không có nghe được luôn đó trời. Trời ơi, bớt đi ông nội ơi, ông nội, trời ơi trời ơi, lớn già rồi, nói chuyện chậm rồi. Bà à, cũng may là tôi nể bà, dù gì thì bà cũng là mẹ của gọi là gì ta, bạn gái của con trai tôi cho nên tôi nể mặt đó. Nhưng bạn gái của con trai, ủa vậy đây chính là mẹ của Sammy sao? Đúng rồi ca, anh chào ca. Anh có để ý đến ta được tí không vậy hả? À dạ dạ người dạ. Nói chuyện không để ý đến hả? Dạ dạ. Bây giờ nè, chú nói cho con nghe. Dạ. Nói chung á, chú là người lớn, chú dạ. Không trách mấy đứa con nít làm gì hết, hiểu không? Dạ dạ. Thì dạ. Nói chung chú á, cứ chửi nó thôi. Thì em thẳng với tôi nói coi, trời ơi, cái bà này. Họ thì nói chung á, là chú thì chú không có la mắng gì. Nhỏ mà có lỗi biết xin lỗi là tốt, hiểu không? Thôi dạ. Nằm xuống chú quýnh cây được rồi. Dạ. Ê chú ơi, cây đó. Trời ơi. Ông ơi, cái gì ông bằng cái cục điện đó ông nội. Ú, khoan đã. Trời ơi, từ 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 từ. Từ từ nếu mà nói vậy. Cái được không? Dạ 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 con xin lỗi chú. Dạ nãy con rất xin lỗi chú luôn. Dạ chú tha lỗi cho con ạ. Dạ 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 dạ. Nhưng mà khoan đã, nếu mà nói như vậy rằng đó chính là đây là mẹ của Camui, đây là mẹ của Simmy, đây là mẹ Sammy, đây là ba của Phong Cận và đây là ba của Sigo.
cảnh sát. Đồn cảnh sát luôn. Trời ơi, thì ra đây chính là gia đình của Hero Team mấy bạn ơi. Ủa nhưng mà cô chú hôm nay tự nhiên tới quán con có chuyện gì không cô chú? Hay cô chú tới đây ăn con bao hết bữa nay luôn nè. Có chuyện mới được qua. Chứ chẳng lẽ đang ngủ hả? Dạ thì con chỉ muốn nói hỏi mà con chỉ muốn hỏi mà sao cô chú. Cái thằng bé nó có lòng mời gia đình mình mà sao mọi người lại gọi là nói vậy ta? Mẹ của Simi ơi, cho con hỏi là cái ba của Phong Cận làm gì mà cứ đứng ngay cái quầy đồ ăn của con vậy? Trời ơi, cái kẻ lưới mà ông liếm đó, con cẩn thận đi kìa. Ông ơi, quán người ta như vậy là quán gì đâu, sao có người. Dạ chú ơi, con em rõ ràng rồi, hồi nãy ông kêu nó bao hết mà. Trời đất ơi, nhưng mà đây là cái gì vậy? Đầu ông này to là tôi nghi rồi. Ăn cho cổ vô biết sao ăn rồi, không trả tiền của tiền người ta đánh cái sân đầu. Nhìn là biết liền. Dạ, dạ tại vì con cũng thấy là trong đây ai cũng bình thường, nhưng mà ba Phong Cận cứ sao con cũng hiểu. Mấy cái người mà người ta như thế này nè, nhìn kỳ lạ như tôi á, thường người ta bảo rằng có tật có tài, hiểu không? What? Bộ mấy người không biết rằng gia đình của tôi là gia đình quý sĩ tộc, nhà giàu nhất ở cái vùng biển đại dương hay sao? Mấy người chưa coi video con trai tôi quay đúng không? Rồi, ông nói dùm tôi là ông có tài gì nè? Có tài hay là gì nè? Nhà ta là nhà quý tộc giàu nhất cái vùng biển Thái Bình Dương. Cái gì đó, nói chung là nhiều lắm. Tôi hỏi câu đó, ông nhà giàu sao đi ăn cắp bánh quán nhỏ vậy? Đúng rồi. Cắp bánh ta không có tốn tiền mua bánh ta mới giàu á. Trời đứa ơi, nó lãng thẹt dễ sợ luôn không? Thôi giỡn xíu. Con giỡn, xin lỗi chú ạ. Giỡn xíu thôi, nói chung là chú ơi đến ăn là chú biết điều lắm đây. Nói chung chú ăn một miếng bánh trả 100 nghìn. Trời ơi. Thì ông như thế này mới là có tài chứ, lúc nãy nói mồm mày chưa có tài đâu nha. Trời ơi, đúng là ba của Phong Cận có khác. Trời ơi, vừa có tài vừa có tiền. Trời ơi là trời. Trời ơi, ho cái hồi dân. Trời đất ơi, ông tào lao quá à. Trời ơi, ho cái kim cương luôn đó các bạn ơi. Thề. Ôi nhưng mà giờ để con hỏi, ủa là giờ cô chú rồi là qua đây nãy giờ nè, đó ăn rồi cũng nói ăn rồi nè, nói chuyện cũng nói chuyện rồi. Nhưng mà mục đích chính để qua đây gặp con là gì vậy cô chú? Thì chuyện là như thế này nè. Dạ. Hôm nay á thì mẹ của Simi cũng có bảo chú á là qua bên đây á để xem coi người ta xem nói chung là để qua xem mặt con rể của gia đình nhà bên bạn của chú á. Thì chú cũng qua xem mà nhìn cái tướng nhìn có vẻ yếu đuối, nhìn trẻ trâu ấy xin boy đúng không? Dạ không, trời con nói chú nghe, con là không có kia xin boy, con là không có gọi là trẻ trâu nha, con là hơi bị trưởng thành đó nha. Thiệt con thiệt trưởng thành đó. Dạ con trưởng thành đúng rồi. Ê bảy chú trời, làm vậy sao được trời ơi. Ủa phải chịu được một cây của chú thì mới gọi là trưởng thành chứ con. Trời ơi, người ta là quay là cái que cho ông là cây cục điện, nhưng mà người ta dèo được cái đất mà. Thế này đi, tôi nói bà nghe là có mỗi cái cây gỗ bé tí tẹo thôi mà chịu không được. Thôi tôi thấy kiểu này là không xứng đáng rồi bà. Tôi nói bà nghe nè, ở kế bên nhà tôi á có cái thằng Bạch Tuột, đúng rồi, Bạch Tuột. Bạch Tuột cái trái lắm á. Ừ tôi thấy Bạch Tuột phù hợp với bé Simi nhà bà á má. Dạ trời đất ơi cô Simi ơi, lộn mẹ của Simi ơi, con nói cho cô nghe nè, con á là đàn ông chính trực, con là lúc nào cũng bảo vệ Simi hết, nên là cô cứ yên tâm nhá. Dạ vâng. Nhưng mà thấy được cũng cá mà ai biết đâu được đâu, nhớ đâu là người ta nói điều sao nổ sao bây giờ. Dạ không, trời ơi bây giờ cô chú có thử thách gì đưa ra cho con chứng minh được hết luôn á trời. Ủa sao chú đầu to mà còn chút xíu vậy? Hả? Chú đang vỗ tay á, chú đang vỗ tay rồi. Vỗ cái tay luôn. Vỗ tay mà đầu bé luôn. Vỗ cái tay đâu, cái đầu bé xíu luôn chú. Hả? Trời ơi, chú ơi như vậy á, cái đầu chú lúc lớn lúc bự, giờ chú muốn nhỏ là đập đập nè, to lại nè. Dạ, con ơi, giờ cô chú đưa thử thách gì con là nó vượt qua được hết. Dạ. Rồi, nằm xuống chú quýnh thằng cây ơi. Dạ, trừ đứa này nha. Trừ này hả? Trừ này vậy, thử thách gì vậy mọi người? Bây giờ mình phải dẫn tới một... Hả? Cái gì vậy? Nhảy xuống đi. Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Trời ơi con nhảy xuống đây là con đang xuống ở đây giới luôn chú. Ok. Ủa ba con xin rồi. Hai bạn ta bạn thân của nhau nè. Hai bạn ta bạn thân của nhau còn bơi được. Cái gì vậy?
Trời đất ơi chú ơi, con mà thử làm cái này xong là con đăng xuất khỏi thế giới luôn chú. Trời ơi trời. Ôi được rồi, bây giờ thế này đi, nếu mà nói về thử thách á thì để bố của Phong Cận ra thử thách hơi kỳ. Bây giờ để mẹ của mèo Simmy đây, mẹ của bạn đúng gái rồi. Người ta đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hợp lý. Khoan cái từ. Bây giờ để mẹ của mèo Simmy ra thử thách coi. Dạ từ từ. Đúng là ba của Siro thích bắt cua. Con thấy nãy giờ lặng nãy giờ luôn. Đúng là bắt cua giống như rồi. Trời ơi ông bạn già của ta bắt cua riết rồi té lên đầu chân bây giờ mới vậy á. Ông bắt giỡn cái chân nữa. Nè 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 ta nói nè. Thôi thì nói chung á để cho mẹ của Simmy rồi ra thử thách thì cũng được. Nhưng mà trước tiên là phải vượt qua cái thử thách của ta, chính là phải thi lặn dưới nước, nín thở dưới nước với ta đã. Trời gì vậy? À đúng hả, ta là cá mà ai nín thở lại ta quên. Thôi Simmy ra đây, mẹ của Simmy ra đây. Để coi, nếu mà nói về sức mạnh thì ta cũng chưa rõ về con. Vậy thì ta có một thử thách này đó, chính là con phải chiến đấu với tất cả các bậc phụ huynh ở đây. Đúng rồi, chiến đấu với sức mạnh con như thế nào. Trời ơi cô chú ơi, con đâu có mất dạy đâu mà sao con chiến đấu được với con chú. Đây là một thử thách chứ chứ. Mày xạo mày nãy mới gặp mày bắt đầu người ta không chết luôn. Dạ. Nhưng mà cô chú chắc không vậy? Tại vì là con là con, tất nhiên là con là người trẻ cho nên là con gọi là không có kính nể gì đâu nha nha nha. Không yên tâm, một khi đã vào chiến đấu thì tất cả đều ngang tay nhau. Dạ vâng. Chú nói con nghe nè. Ngày xưa chú đã từng trải đời biết bao nơi chiến trường. Con biết không, ngày xưa chú từng bị người ta bắt lên trên bờ để làm sushi. What? Nhưng mà chú phải chiến đấu với cái ông làm sushi đó và chú đã giành lấy sự sống đó. Chú cũng hổ báo phải bình thường của con. Wow, đúng là hổ báo cáo trộn. Wow. Dạ, con xin gọi là chấp nhận lời thách thức của Mama Simmy. Dạ. Rồi, ok. Thế thì bây giờ chúng ta cùng qua gọi là đấu trường chứ nhỉ? Let's go. Dạ đi. Cũng bản lĩnh đó. Dạ cô chú ơi, ở đây con có sẵn xe cứu thương, cô chú cần. Trời ơi, cho cái gì mà cứu thương cô chú hay gì, hai cô chú cứu thương cho cái gì vậy? Chú nói nghe nè, qua bên đó chúng ta sẽ thi đấu gì mọi người? Ai biết qua rồi khắc biết. Rồi ok qua đi khắc biết rồi, để con lái xe cho chắc rồi. Dạ con sợ là con không đánh lại lắm. Đây, rồi ok. Lái xe, đi thôi nào. Cái gì vậy chú, thôi chú cầm xuống luôn vậy. Cái gì vậy? Đâu cái gì vậy? Vậy? Ok các bạn ơi. Để bọn tôi chạy bộ kìa trời. Dạ. Cháu ơi sao cháu nè. Dạ con không cô ý. Dạ con không cô ý. Mama của Sim chạy bộ ơi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã nhận một cái lời thách thức của tất cả gia đình thành viên Joy Team rồi. Bây giờ mình sẽ cùng qua đó xem để coi lời thách thức đó chính là gì nha. Let's go. Đừng ai cản tôi đấm nó. Dạ con xin lỗi. À! Từ cô chú ơi, cho con hỏi cái là sao cái này nó cũng đâu khác gì đâu, mình vẫn ở giữa làng mà mình chơi vậy cô chú. Trò chơi này của chúng ta được mang tên là trò chơi sinh tồn. Cái gì? Trò chơi sinh tồn gì nghe ghê vậy? Là sao chú? Cái trò này là mọi người sẽ có 10 phút để đi kiếm đồ và sẽ có một dòng bo thu vào, và sau 10 phút thì mọi người sẽ bị dòng bo thu đẩy đến chính giữa. Và sau đó tất cả mọi người sẽ chia cặp để đánh nhau. Cái gì mà chia cặp đánh nhau luôn ơi? Hấp dẫn. Cái gì mà ghê vậy trời. Trời ơi, thôi rồi, bây giờ cô chú, con nói cô chú nghe nè. Con là xưa giờ con sinh tồn nhiều rồi. Cô chú không có sinh tồn nhiều nên là con sẽ gọi là có gì con nương tay với cô chú tí. Vậy con nói lại, con nói lại. Ủa này, con nói đâu là cô chú không sinh tồn nhiều nên con nói vậy thôi, em biết không? Rồi. Để chú nói cho con nghe nha, số tuổi chú sinh tồn còn nhiều hơn số tuổi con làm YouTube á. Cái gì ghê? Trời đất ơi, ghê vậy ta. Dạ thôi được rồi, bây giờ mình chiến luôn đi chú ơi. Bây giờ mình chơi chiến luôn chú ơi. Vô. Rồi, ok vô vậy hả? Rồi, vô. Rồi. Ok các bạn ơi. Không ngờ là ngày hôm nay lại có ngày gọi là gia đình của Hero Team lại rủ mình chơi cái trò chơi sinh tồn này. Đói. Thường là mình hay chơi cái trò này với Hero Team đó các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình chơi. Ủa gì chú? Cả gia đình mình xúm lại quýnh mình nó đi bà con. Ủa gì kỳ vậy? Được. Được. Chơi với ông trời, chơi với công bằng chứ. Ủa chú ơi, cho con hỏi cái là bây giờ là mình gọi là gặp nhau là mình đã đánh nhau được luôn hả chú? Được cô ơi, nhưng mà bây giờ đi kiếm đồ trước đi. Dạ. Cô chú cứ bình tĩnh nha cô chú ơi. Dạ con thật ra con chơi trò này cũng dở lắm nên cô chú ơi gọi là có gì. Ủa nãy bây giờ mới kêu mày chơi giỏi xong. Dạ không, cái đó là ý con nói là kỹ năng sinh tồn thôi. Chứ còn gọi là kiểu như là PvP á thì con không có giỏi. Dạ ý con là vậy á cô chú. Dạ.
Hỏi ăn Vinh Tồn là mờ rồi, Vinh Tồn lại tôi ra. Dạ vâng vâng vâng, con Vinh Tồn dở mà. Vâng. Ok, bây giờ đầu tiên vô là mình... cổ lên con. Dạ cô. Mà đúng không? Dạ đúng vậy cô, cứ yên tâm, con sẽ làm hết sức. Đây, ok các bạn ơi. Mình biết phải làm gì rồi, mình biết phải làm gì rồi. Đầu tiên là phải, tất nhiên là phải đi rồi là lấy đá đúng không anh em? Sau khi chúng ta đầu hàng đi. Trước tiên là đầu hàng đi. Dạ rồi. Tại sao không được hồi sinh bây giờ? Ủa, what the heck? Ủa, không được hồi sinh là bây giờ là bị BBB chết là chết luôn hả chú? Đúng rồi. BBB là coi như là thua cuộc luôn rồi đó. Ui, trời ơi, đáng sợ quá, đáng sợ quá. Ok, ok, phải cố gắng lên nào, phải cố gắng lên nào. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi lấy sắt thôi nào, lấy sắt thôi nào. Mình biết tôi chỗ nói vậy đó. Nếu mà thằng nhóc này nó mà thua thì bà cứ gả cho thằng bạch tuộc kế nhà tôi, thằng đó đẹp trai lắm. No, trời ơi. Trời. Ok con trai, cố lên con trai, tôi tin con làm được. Dạ dạ, cô cứ yên tâm là con làm sao con thua được cô, trời ơi. Khổ. Xong rồi con là người gọi là chết đầu tiên thì lúc đấy khóc, đừng khóc cho con. Chuyện xui rủi chắc con muốn cô ơi. Chuyện xui rủi sao, em con nói sao mà mưa luôn vậy con. Ủa sao con mới nói tí mà nó mưa luôn rồi. Ai biết đâu, chắc là do con nó điêu nên vậy á. Hay là do cái, hay là do mình xui quá ta, trời mới nói con xíu mà mình tự nhiên mưa mất tiêu luôn rồi. Rồi ok, cô chú đã nhặt được gì rồi cô chú ơi? À, con rất tin cô mà con ơi. Cái gì? Ủa, ba mẹ của mèo Simi cũng ở đây hả? Ủa ba. Ủa trời ơi, bà cũng ở đây hả? Trời ơi, chào ba nha. Chào chào. Dạ đúng trời rồi, tụi mình vui dữ vậy. Tụi mình cứ gọi là qua tình này. Hương mến hương vậy là được rồi ạ, à, cô chú ạ, à, không cần phải đánh đấm đá nhau. Nói chung là các cô lúc nào cũng vậy, còn các chú thì cô chưa chắc nha. Chúng ta cứ tình thương bao thương với nhau đi. Còn riêng thằng nhóc này thì anh em mình cứ tập hợp lại đánh mình đó là được. Ui, chắc, chắc, cây kiếm kim cương này chắc làm thịt sóc ăn được nè. Cái gì? Cái gì mà có kiếm kim cương luôn rồi? Sao chú có kiếm kim cương luôn rồi? Chiến quá vậy? Trời ơi chú nuốt cái bây kiếm giờ cái khiên kim cương này chứ không bao giờ nó chạm được vào người tôi đâu. Trời ơi. Lấy đâu ra khiên kim cương vậy? Không sợ cái thôi. À, dạ con chào. Dạ con chào chú. Dạ con chào chú Sigo. Con dưới đây nè. Đánh nó đi ông. À, ok chú... để tôi đánh nó, mày chết mày ơi. Dạ chú. Dạ chú có chắc không? Dạ trong khi là con là đang có giáp sắt rồi nè, đó. Chú là chưa có gì luôn rồi, thôi nhưng thôi con là kiểu như là con không có chơi vậy được không? Con mấy nhường chú. Không, không có ý vậy, không có ý vậy. Ý con là con không nỡ lòng nào nhưng cũng mà làm. Ở đây là chú có hai người nè con. À. Chú đang ở kế bên con nè. Dễ thương dữ thì trời. Trời ơi, các gọi là chú chó chơi chơi đùa vui dữ ta. Chơi gió cho con không? Ôi trời đất ơi, bạn ơi, bây giờ chúng ta còn có 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa thôi. Không biết là ai sẽ là người chết đầu tiên đây. Nhưng mà mấy cô chú ơi, con nói mấy cô chú nghe, mấy cô chú chơi, mấy cô chú đừng có team up đại đánh non nha, nha. Ủa bây giờ là cuộc khảo hạch là con phải đánh với mấy cô chú chứ. Dạ con, dạ con biết là như vậy nhưng mà thôi bây giờ con có ý kiến này hay hơn nè cô chú. Đó chính là bây giờ cô chú cứ gọi là đi sinh tồn đi, sau đó tới gọi là cái gọi là gì ta, tới khi nào mà cô chú thấy đủ rồi, à đâu, tới khi nào mà còn gọi là 5 phút hoặc là, ôi chị tính ra giờ 5 phút rồi nè. Chị còn 5 phút rồi con trai. Vô nè con. Chúng ta còn 5 phút sau đó chúng ta sẽ ra ngoài mít để đi solo. Solo nè con, bây giờ còn 4 phút mấy chứ còn 5 phút gì nữa, vô con. Vô. Dạ. Là chiến trường, lát là tụi mình mặc đồ vô xong tụi mình sẽ đứng lại. Dạ cô Sammy ơi, con không muốn làm điều này đâu cho cô Sammy, nhưng mà cô Sammy bảo đối vậy chứ con chắc giờ phải làm ơi. Rồi vô không? Rồi solo nè. Cẩn thận nha bà, cẩn thận. Không sao. Âu trời ơi, trời. Ôi dạ. Con không muốn làm vậy đâu. Ôi dạ chú ơi, chú không cần ơi. Dạ. Trời ơi, 3-1 không chồng cũng què chú ơi. Từ từ, bình tĩnh. Cái gì vậy, đánh từng người thôi ông ơi. Cái gì dữ vậy? Nhóc này láo. Dạ. Đã đến lúc tôi phải sử dụng tiền kêu của mình rồi. Hả? Tiền kêu. Trời ơi, nghe dữ vậy. Hả, cái gì? Kiếm kim cương. Ủa đâu ra cái kiếm kim cương vậy chú? Chạy. Cẩn thận nha con, cố lên. Chạy đâu các bạn ơi, trời đất ơi, ba của phong cận gọi là vác kiếm kim cương ra chơi mình luôn à. Ủa đâu rồi, chạy chút rồi. Mới chọc có xíu thằng nhóc con sợ. Không sợ mới lạ. Dạ chú ơi, từ từ chú ơi, bình tĩnh.
Ông làm vậy bé nó sợ. Trời ơi, từ từ ông ơi, còn 3 phút mà. Trời đúng là ba của Siro à, đúng là ba của Siro các bạn ơi. Trời đất ơi, Siro BBB đã giỏi rồi nhưng mà ba Siro BBB cũng giỏi nữa. Ôi trời đất ơi, bây giờ mình đang gọi là bị kẹp hai bên luôn rồi nè. Tao không có đánh đâu. Sao tới ba người như vậy? Trời ơi, người ta mới thử lòng cái mà đã đánh nhẹ người ta cái rồi, chán thật sự á trời. Con trai có bình tĩnh chứ. Trời ơi, cứ gặp người là chạy xì xì. Ây da, đau quá. No. Gã cho thằng Bạch Tuộc đi bà ơi. Không được, không thể nào gã cho bạn Bạch Tuộc được hả chú? Ui, trời ơi, con thấy một cái trận chiến nó đang hơi máu lửa nha, trời ơi. Có khi nào vừa vô kết thúc video sớm không? Chú ơi, chú căng quá. Chạy. Tôi đọc đầu rồi chứ. Các ông mình tỉnh nè. Đánh đâu ơi. Chạy đâu các bạn ơi, bây giờ mình bị kẹp rồi. Trời ơi, tụi trẻ. Chạy đâu bà con ơi. Ây da. Trẻ bọn nó chạy nhanh quá, tôi đau lưng quá. Đâu. Gì vậy? Trời mưa. Cô cá bôi ơi, đứng lại đi cô cá bôi. Châu cây đó đây, đứng lại châu cây đó đây. Dạ, để con đánh cô cá bôi đã. Không. Cô cá bôi đó, cô là chân sắt nha con. Dạ, cô cá bôi ơi, đứng lại cô cá bôi ơi. Con chân sắt nha con. Là sao mà đùa chứ? Trời ơi, cái đồ vui dữ vậy. Trời ơi, cho tôi tham gia với. Trời ơi, sao cô cá bôi đâu mà né được. Làm sao cô mà okay. Được. Cô cá mui đây rồi. Yes. Dạ con rất xin lỗi cô. Dạ. À, trời ơi, con nghe con nói vui ghê á con. Dạ không, con vui là bởi vì con chiến thắng rồi. Vui quá. À trời ơi, quýnh được cô rồi, con vui ghê á trời con. Ui rồi, các bạn ơi, đúng là ba của Siro các bạn ơi, đánh chiến này. Ui rồi. Đúng lại con trai. Máu mình yếu rồi các bạn ơi, máu mình yếu rồi. Ôi gì vậy, ba phòng cận, con chạy qua con thấy ba phòng cận đang làm gì vậy ta? Cái múa. Ông đang làm cái gì ông nội? Trời đất ơi, chơi múa hả? Ê, ơi, trả đồ tôi với bài. Ủa, được ba cái bạn của ông mà tôi có lấy gì đâu ông nội. Trời ơi. Trời đất ơi, ủa cái con quay đất đây vậy? Dạ, ba xin ơi, đứng đúng lại. Ôi trời. Ba, ủa cô sao mày con nhớ là cô đi rồi mà ta? Cô quên, để cô. Ui rồi, đau. Còn 7 giây nữa thôi các bạn ơi, là 7 giây nữa là cái bo của chúng ta còn có chút ép à. Trời, bo đã đóng rồi. Oh my god. Rồi xong bây giờ một là mình được, một phát nó đi rồi. Một phát nó đi rồi. Ồ, con trai còn sống máu từ từ thôi. Bây giờ 1-1 đi mấy ông mấy bà ơi. Chơi vậy ai chơi trời. Dạ con cũng biết là nên chơi 1-1 của cô chú rồi. Chứ chơi vậy là con không chơi nổi đâu. Dạ con, mời con cứ đánh solo đi ta. Đứng đây ngồi đợi con nè. Dạ vâng, rồi ok. Ủa tới nay con nhớ còn cô ca mui rồi ta. Cô ca mui đâu ta? Đó ra là con là người nãy ai hồi là con. Con quên. Bà vô trước đi em. Vậy tôi vô trước hả? Nhưng mà tôi sợ con trai lại không có dám đánh tôi. Ok con trai con đánh với ta không? Dạ trời, con là chiến hết á con. Ok rồi, hay chứ. Ui. Này, ui. Với ông có chiến đấu ở nhà, tôi là bình bông thôi. Dạ rồi, chú Sigo, chú ba có Sigo. Ủa? Rồi, leo cao cho kìa. Rồi mấy ông làm gì vậy? Mình chú lại bây giờ đúng chúng ta ra một đoạn cuối cùng, ai nhảy từ trên cao xuống không chết người đó kìa thằng. Con đi xuống, cô cho con một cái chiến thuật này nè, con đi xuống. Ờ ok, từ từ chờ xíu nha. Bao giờ cô bảo con làm gì thì con làm đấy nha. Dạ vâng. Nhớ nha. Rồi ok, từ từ nè. Rồi bây giờ là con phá cái này cho cô. Đúng chính xác luôn. Ủa? Ôi con ơi. Tính ra là 2-1 cho thằng bé hồi. Rồi ok. Họ bảo đi con. Hay chưa? À, thằng nhóc này láo đen trong thời gian hồi máu rồi. Ủa? Nãy đi. Ok. Nãy đi cái gì? Ủa sao chú đứng vậy?
Chú đứng yên xong con đánh chú. Này là chú bị đưa à, nhầm, này là chú bị đơ nè. Ông đằng trước tôi đằng sau. Ấy à, ôi trời. Chơi đằng trước. Một phát yeah, yes, yes, rồi, ok. Thằng này lão quá, thằng này lão quá. Alo, không cần đâu. Phải công bằng. Dạ chú ơi, chú vô đây đi chú. Con không ngán nữa đâu, chơi luôn. Ấy à. Người chú. Ấy à. Cái gì vậy? Cố lên nè. Giờ một là con chịu thua. Còn hai. Khó quá. Chém con. Nói cho con nghe nè, ta đã cố tình chết trước để cho con 1v1 vậy mà cuối cùng con vẫn thua. Con thất bại rồi, trời ơi mưa luôn kìa, con thất bại rồi thưa cô chú. Thôi, ê, ta nói cho con nghe. Jimmy hợp với con Bạch Tuộc hơn rồi. Nó hãy cho nó cuối thằng Bạch Tuộc đi, thằng Bạch Tuộc nó dễ thương đẹp trai. Nhà con vào đó. Thôi được rồi, cô ơi, con đã thua rồi, nên là bây giờ con sẽ từ bỏ đây, con ra đi đây. Trời đất ơi, con trai sao mới thua một trận mà con đã bỏ cuộc rồi con? Đúng cái gì rồi. Vậy? Nhiều trận nữa mà chúng ta còn gọi là tới thi đấu theo nhiều hình thức khác nữa, mà con yên tâm đi, chỉ là bắt đầu thôi. Ê, cái gì kỳ vậy? Hồi nãy mình nói rõ ràng mà, còn không giờ bà không gả cho thằng Bạch Tuộc thôi, bà gả cho thằng cá đuối đi. Trời sao nhiều con vậy ông nội? Trời ơi, con trai nhà tôi mấy thằng lận chứ phải một thằng không? Thế sợ thằng gì lắm với tôi, là dù thằng bé này cũng có mạnh thật nhưng mà cái tính nó rất là hài hước, nó vui vẻ, nó làm cho con gái tôi vui được đấy. Trời ơi, dạ con cảm ơn cô. Trời, con cảm ơn cô nhiều lắm luôn á. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay á là mình đã có một cái buổi gọi là được gặp tất cả những gọi là gia đình trong Hero Team luôn nè mọi người. Nào là gọi là gia đình Simi nè, Sammy, Camui nè, Siro nè, Phong Cận. Vậy chú quét chủ đánh á, không hiểu. Yeah, đấy, thì nói chung là mình đã gặp được tất cả gọi là gia đình trong đây luôn nè, đó ngoại trừ gọi là gia đình Mimi với gia đình Mr. Vịt thôi các bạn ơi. Gia đình Mr. Vịt thì thôi là chắc còn lâu rồi mới gặp anh em à. Đó vậy đó. Ok, và con cảm ơn cô chú vì ngày hôm nay. Ủa thằng cô ơi, cô chú ơi làm gì vậy cô chú? À? Cô biết con cô tự nhiên chú nhìn trận mắt lên nhìn cô của con ghê quá. Ôi, chú đội cái nón vô, chú bị kẹt cái đầu vô cái nón rồi con. Chú đang nhờ lại ghê chú đang nhờ cô dùng cái búa gõ cái đầu ra giùm. Đây, để lại đây. Trời đất ơi. Giúp đi mọi người, giúp đi. Trời ơi. Hài hước dễ sợ luôn ấy. Ok mọi người ơi, thì có lẽ là video của mình tới đây cũng kết thúc rồi. Và nếu mà các bạn yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và subscribe nhé. Và nếu mà bạn nào mà muốn mình nó làm thêm nhiều video nữa cùng với lại gia đình của Hero Team thì các bạn đừng quên để lại bên dưới và giúp cho video này của mình đạt được 20.000 like nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Peace. Ủa, vậy bà Simi bà vẫn quyết định không gả cho thằng cá đuối nhà tôi à? Thì nói chung mà tôi thấy cái đó nó dễ thương mà. Trời đất ơi, cái đó cũng được.